Hello, xin chào bạn, mình là Nam đây. Hôm nay mình sẽ chơi thử Trickshot Simulator, tựa game mà chúng ta phải dùng đôi tay khéo léo mình tham gia 4 trò chơi, đó chính là ném bóng, ném đĩa, ném vòng và tung chai nước. Rồi, đầu tiên chúng ta đến với phần thi tung chai. Ta sẽ chỉ việc tung cái chai đặt lên bàn, chúng ta sẽ là thành công. Đấy, bạn kia thành công một lần rồi. À, cùng xem nào, đây là tự động đánh gì thôi, bỏ qua đi. Cái này là hai tay hai gái, một tay thôi mình chưa xong đây. Bắt đầu tiên, thành công các bạn, chính xác luôn, những đồng tiền đầu tiên đã được về túi. Đó. Những vị trí gần này mình nghĩ khá là đơn giản thôi, không có gì khó khăn cả. Tuy nhiên là đứng xa sẽ khó hơn. Đây, mình sẽ đứng ở trong vòng này. Wow, thiếu một chút lực nữa bạn ạ. Không thua rồi. Ta lại tiếp tục luyện tập gần, dần ở gần này thôi. Đấy, bạn thấy, mỗi lần tung chính xác chúng ta đều được thưởng tiền này. Nhưng mà số lượng tiền nó không có nhiều. Ở gần này được cộng có một đô thôi. Rồi, trong vòng là mình sẽ thử là. Rồi, ngoài ra cộng tiền thì có cộng thêm 1 gam nữa. 1 gam này chắc ngay tí chúng ta sẽ dùng để mua một vật phẩm gì đó khá là quan trọng đấy. Và vẫn là thiếu lực. Lần thứ 2 hỏng rồi, lần này mình sẽ đứng xa hơn. Gắng hết lực xem nào. Ủa, tại sao lại lệch vậy? À, lại phải đổi vị trí thôi. Lần này mình sẽ đứng ở trong vòng, cố gắng tung thật chính xác. Rồi, trời ơi, đơn giản rồi. Đấy, qua một lúc tung gọi là có một chút kinh nghiệm hơn rồi. Rồi cái mục này là mục chắc là mình xoay vật phẩm tung này. Đây mình sẽ để xoay có 100 đồng nên thì xoay được bao nhiêu? Đó, lần này xoay hết 100 rồi. Rồi được thuốc ma tí rồi, ok. Sử thi ở ngoài epic ở ngoài nhá. Rồi độ chính xác đâu xem nào. Độ chính xác 15 luôn. Cái nước kia mình đổi chính xác 1. Lần này mình sẽ yên tâm đứng xa rồi các bạn ạ. Đấy, các bạn đây không? Không bị lệch lạc nữa rồi. Vừa khen xong. Rồi mình sẽ đứng vào ngoài này sẽ cố gắng chính xác. Rồi ok, mình cộng 4 tiền rồi các bạn ạ. Đáng xa chúng ta được nhiều tiền nè. Đến vòng tiếp theo. Sân chơi tiếp theo chúng ta là ném vòng. Rồi mà cái cột này gì? Rồi một cái đơn giản. Cái thứ hai. Nãy đơn giản, sau một thời gian luyện tập và có kinh nghiệm bị ném chai nước rồi, sẽ qua thi đấu sẽ vẻ gần mà hơn. Wow, 3 cái liên tiếp nhưng mà vị trí này đang khá gần, chỉ cộng có 2 tiền thôi các bạn. Tiếp theo mình sẽ đứng xa hơn, xa hơn thì khó hơn các bạn. Cảm giác như cái đĩa này nó lệch, cái vòng này nó bị lệch nhá. Đó, mình đã căn sai mất cái lực rồi. Rồi ok, đứng gần này thì khá là chính xác nhưng mà tiền lại không có được nhiều. Bây giờ đến bộ ném đĩa này, mình sẽ ném từ xa xem sao. Không được các bạn, nhìn nó quá xa. Thì những cái đĩa này của mình độ chính xác mới có 1 thôi các bạn. À, tát mình sẽ phải quay để nâng cấp những cái đĩa này, làm sao cho độ chính xác nó lên cao đi. Còn những cái hiện tại độ chính xác nó có 1 này, mình chỉ có cách là đứng gần khả năng mới cao được. Đấy, nó bị niệm từ dưới, tuy rằng lực mình căn nó như nhau đấy. Rồi ném chúng là thành công nhá. Đây mình sẽ đứng gần trong vòng này. Mình đã được 10 gam rồi các bạn. Lát nữa mình sẽ đi xem đổi được cái gì nhá. Rồi liên tiếp là những lần vào liên tiếp nhưng mà tiền chúng ta tăng lên không có nhiều. Đến bộ môn ném bóng vào gôn. Cái này thì nhẹ khá là đơn giản. Ui, thiếu lực các bạn ạ. Vừa khen đơn giản xong lại bị hỏng liên tiếp này. Hãy đập cột dao rồi cuối cùng cũng vào. Có lẽ là để chắc ăn thì mình sẽ đứng gần này không. Luyện tập dần xem bóng nó niệm như nào nhé. Thấy ngoài cái lực mình căng còn phụ thuộc rất độ chính xác phụ thuộc rất nhiều vào cái quả bóng nhá. Thì quả bóng này độ chính xác của mình có 1 thôi. Lát nữa mình sẽ phải quay làm sao có quả bóng độ chính xác nó cao hơn một chút nữa. Để làm sao để ném chính xác để có thêm một chút tiền nữa. Tại mình có 303 đồng rồi và 13 game. Rồi cái tiết mục ném bóng này hơi khó khăn. Bây giờ mình đã có 1.000 rồi, mình sẽ mở tiếp cái map tiếp theo xem nào. Map tiếp theo thì chắc chắn độ khó nó sẽ tăng lên rồi. Chúng ta không thể đơn giản là đặt trên bàn nữa rồi. Rồi mình đã thấy ta bắt buộc phải ném chai lên cái cầu, một cái cầu bập bênh này.
bề mặt nó rất chì thấp. Rồi. Mình đã căn nực như nực ở bên map 1 nhưng mà đều không thành công nha. Nếu đứng xa như vậy, còn đứng gần này thì nó sẽ đỡ hơn. Các bạn ạ. Rồi, tiền chúng ta được cộng khá là ổn này. 11 đồng này. Cộng khá là nhiều đấy, lên cái map đấy. Rồi, đằng này mình sẽ làm thật chính xác này. Vẫn thiếu nực các bạn ạ. Rồi, sang bộ ném bóng lại càng khó khăn hơn. Chúng ta là ném vào cái rổ đựng quần áo nha. Khá là hoàn, bởi vì mình chưa quay được quả bóng nào có độ chính xác cao cả. Rồi, ném gần này, may ra mới chính xác này. Vẫn có độ lệch lạc này. Mình không thể đứng vào vòng nó sát đây quá. Rồi, mình sẽ cố gắng tụt thật nhiều. Đến bộ môn ném đĩa vẫn không được các bạn, hơi khó. Sang map 2 rồi mình vẫn dùng những cái đồ của map 1 cầm sang nghe hơi khó hơn. Ôi, cố gắng đứng thật gần ném trượt hoài rồi. Rồi đứng gần này sang không trượt được rồi. Rồi nhằn nhạnh vậy, 4 đồng một lúc vậy. Ok. Kiểu này nếu muốn cày tiền nhanh chỉ có cách đứng gần thôi các bạn. Rồi sang đây là những lâu đài cát. Cái này mình nghĩ là sẽ không có lắm đâu. Cái tung vòng này mình căn chuẩn đấy, không sao đâu. Đây rồi, kiếm thêm một game nữa. Một game nó khá đơn giản thôi. Úi dồi, nhưng mà lành được à. Rồi lần này chính xác rồi. Ok. Wow, được cộng 5 tiền, 15 tiền kìa, rất nhiều. Khá là ổn đấy. Rồi bây giờ mình sẽ đi xoay nhá, cố gắng là ra những cái đồ mà epic hay là huyền thoại gì đó sẽ khá hơn nhiều. Thôi bình nước 20 cân không biết có vác nổi không mà ném. Rồi được thêm cái bánh này, sẽ hơn cái bánh nhà map 1 rồi. Quay khá là chát các bạn ạ. Rồi mình sẽ thử ném cái bình nước 20 cân nha. Wow, các bạn thấy không, cái độ chính xác nó tăng hơn nhiều này. Vừa đó mình cầm bình nước ở cái bình thủy tinh mình ném không được vào, nhưng mà cầm bình nước này ném cái vào đó. Chúng ta phải vừa đánh xong rồi vừa xoay ra và cùng xem cái vật liệu của nó. Ừ, khá là ok này, được cộng khá nhiều tiền đấy. Mình tiếp tục xoay tiếp nha để ra những cái vũ khí ở những cái quả bóng xịn hơn chăng. Đây rồi, một quả hiếm đấy rồi. Rồi, cái này thì nó bình thường rồi, nhưng mình sẽ thay được cái đầu tiên. Ôi, được cái vàng nghe ngon này, mình nghe ngon này. Mất quỷ sử thi à. Rồi, lại là quả bóng các bạn ạ. Đây mình thấy có chỗ có thể nâng cấp được thành sáng bóng, kiểu CD đấy các bạn ạ. Vẫn là cái bình nước 20 lít thôi. Rồi này mình sẽ ném lâu đài cát xem. Wow, tiền được khá nhiều các bạn, độ chính xác nó tăng. Wow, cùng mình đã ném cái vòng cao nhất rồi. Mỗi lần ném chính xác là xa này các bạn cộng khá nhiều tiền này. Rồi giờ mình sẽ ném vào đây. Ok, khá là mượt mà rồi. Chỉ cần có đồ xịn hơn là ném xịn hơn thôi. Ôi, góc này không ném lắm được rồi. Chẳng chuyển cái góc sang đây. Đói. Bây giờ không phải tại mình ném kém mà tại mình chưa có đồ xịn thôi các bạn ạ. Đói, các bạn thấy không? Xà mấy nhưng mà vừa ném đã là độ chính xác nó tăng lên. Rồi, cộng 24 tiền kìa. Một mớ luôn kìa. À, mình đã có hơn 3k tiền rồi. Lát nữa mình sẽ phải mở cái map mới xem thế nào. Sang cái map mới xem nó có xịn sò hơn không nhá. Rồi ok, mình đã có 63 game, mình sẽ vào mình mua cái này. 64 game cơ, không đủ à, đủ. Thôi, đang xem. Nắp ngay cái động cơ phản lực đằng sau lưng. Đâu rồi. Chọn đây rồi, ấn Q để trang bị. Ok.
lên đường thôi. Wow, gọi động cơ cái sang chảnh hẳn anh ơi, tốc độ tăng nữa, tốc độ chạy tăng lên này. Rồi, đi khá là mượt. Rồi, đã là thử vừa lái động cơ phản lực vừa tung xem nào. Không ảnh hưởng chất lượng các bạn ạ, độ chính xác vẫn vậy thôi, nghe là sang chảnh hơn. Ok, nghe động cơ phản lực cái vù vù luôn. Rồi mình sẽ vào cái map mới thôi, map mới nó gần như cái khu vui chơi này. Đứng đây ném bóng thì nó lại vướng, mình nghĩ là sẽ vướng cái nhà này. Ồ, không được rồi, chắc chắn mình sẽ phải ra gần ném thử xem sao nào. Vẫn vướng các bạn, nó bị khuất tầm nhìn. Đứng gần đây nhé, không được tiền các bạn, đứng gần quá không được tiền nhá. À, có được 300 kìa. Ok, wow, cái vòng này mới khó này các bạn thấy không, rất chi là khó. Sao phải ném xuyên qua cái khe này, không được rồi. Đứng gần thế mới được các bạn, xa quá đều rất chi khó, cái khe này rất chi là bé. Rồi ném chạm là được các bạn, chạm cái vành màu trắng là được nhá. Wow, chỉ có cách đứng gần thôi. Wow, lần này chúng ta đem chai nước lên một cái bàn học sinh rất chi là bí á. Wow, không được các bạn ạ, mình thử ném xa nhưng đều trượt hết. Wow, chỉ có cách ném gần thôi. Có lẽ là có khi sau này lên cái map này các bạn lại phải nâng cấp tiếp cái đồ lên mới thành công được. Tiền được cộng khá là nhiều đấy, gần 30 triệu tiền. Đây thì cày tiền nó nhanh hơn rồi, đứng gần này thì khá là ok, tất cả chúng ta đều đứng gần thì đều rất dễ thôi, càng xa càng khó. Nào mình sẽ thử quả xa nhất nào. Ui, quá mạnh các bạn, nghĩ độ chính xác nó không phù hợp mấy nữa. Rồi, wow, được cộng nhiều không. Rồi hiện bộ môn ném cái đĩa này vào mấy chai thì tinh rất chỉ bé thôi. Lần thứ hai xịt rồi, wow, lần thứ ba mày quá chính xác các bạn ạ. Ném đĩa mình thấy còn dễ hơn ném cái vòng này, mình dễ hơn thấy ném cái đĩa nhá. Đĩa rất chỉ khó, vòng này dễ vào hơn này. Rồi, luyện tập này sau các bạn đi hỗ trợ không thì ném chính xác ấy. Và video mình hôm nay đây kết thúc rồi, cảm ơn các bạn đã xem video mình nha. Các bạn hãy giúp mình một like, một share và nhớ subscribe nha. Link game mình sẽ để phần mô tả, các bạn muốn chơi thử thì vào chơi nha. Bye bye.